Hướng dẫn sử dụng máy hâm sữa Chillax H5. Đảm bảo máy đã vệ sinh sạch trước khi dùng. Cắm dây điện để bật máy. Lưu ý, luôn đảm bảo máy hoạt động với đủ lượng nước, không để máy cạn nước. Hướng dẫn sử dụng từng chức năng. 1. Hâm sữa. Để hâm sữa, ta đặt khay vào máy, đặt bình sữa lên khay. Đổ nước vào máy. Sau đó đậy nắp, hoàn tất chuẩn bị. Ta nhấn nút chế độ chờ để bật màn hình cài đặt, sau đó nhấn nút chức năng chuyển đến biểu tượng hình bình sữa. Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn bằng nút cộng trừ để tăng giảm nhiệt độ. Nhấn nút dung tích để chọn mức dung tích tương ứng với lượng sữa trong mỗi bình. Máy tự hoạt động với chức năng đã cài đặt. 2. Giã đông. Để giã đông sữa, ta đặt khay vào máy. Đặt túi trữ sữa lên khay. Đổ nước vào máy. Sau đó đậy nắp, hoàn tất chuẩn bị. Ta nhấn nút chế độ chờ để bật màn hình cài đặt. Sau đó nhấn nút chức năng chuyển đến biểu tượng hình bông tuyết. Điều chỉnh nhiệt độ giã đông theo ý muốn bằng nút cộng trừ để tăng giảm nhiệt độ. Máy tự hoạt động với chức năng đã cài đặt. 3. Hâm thức ăn. Để hâm thức ăn, ta đặt khay vào máy. Lưu ý, thanh cao hướng xuống dưới. Đặt chén thức ăn lên khay. Đổ nước vào máy. Sau đó, đậy nắp, hoàn tất chuẩn bị. Ta nhấn nút chế độ chờ để bật màn hình cài đặt. Sau đó nhấn nút chức năng chuyển đến biểu tượng tô thức ăn. Điều chỉnh nhiệt độ hâm thức ăn theo ý muốn bằng nút cộng trừ để tăng giảm nhiệt độ. Máy tự hoạt động với chức năng đã cài đặt. 4. Tiệt trùng. Để tiệt trùng đồ dùng cho bé, ta đặt khay vào máy, đổ nước vào máy. Đặt đồ tiệt trùng lên khay. Sau đó đậy nắp, hoàn tất chuẩn bị. Ta nhấn nút chế độ chờ để bật màn hình cài đặt. Sau đó nhấn nút chức năng chuyển đến biểu tượng 3 đường uốn lượn. Máy tự hoạt động với chức năng đã cài đặt. Lưu ý chung, khi máy hoạt động sẽ có hơi nước bốc lên qua lỗ thoát và làm nóng nắp đậy, nên khi mở nắp, ta chạm vào tay cầm đã thiết kế sẵn. Chúc ba mẹ có một hành trình chăm sóc bé yêu tiện lợi, thảnh thơi cùng máy hâm sữa Chillax H5. Chillax dành trọn tình thương cho bé.